thêm một nhà trọ hai mặt tiền giá rẻ hơn cả đất, đang cho thu nhập ổn định là 30 triệu trên một tháng ạ. Dạ vâng, thì hiện tại em Hưng đang có mặt ở tuyến đường DT747A thuộc phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ạ. Ở đây thì dân cư rất đông đúc, kinh doanh buôn bán đa dạng ngành nghề, chẳng hạn như tiệm sửa xe, rồi quán ăn, khách sạn, nhà hàng. Nói chung đầy đủ hết ạ. Và dãy nhà trọ của chúng ta thì có mặt tiền đường trải nhựa, lòng đường rộng 6m. Cách với tuyến đường DT747A của chúng ta chỉ trong bán kính là 160m thôi ạ. Dãy nhà trọ này bao gồm 1 nhà, 2 kiosk và 18 phòng ạ. Đang cho thuê với thu nhập ổn định là 30 triệu trên một tháng ạ. Nhà trọ này thì hiện tại chủ đang gửi em bán với cái mức giá là rẻ hơn cả đất luôn. Rẻ hơn như thế nào thì sau đây em mời cô chú anh chị mình cùng tham khảo với em nha. Và hãy đừng quên cho em Hưng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để cho em Hưng có nhiều động lực hơn để ra nhiều video mới nhất về bất động sản tại Bình Dương mình ạ. Sau 5 phút di chuyển thì em Hưng đã có mặt ở dãy nhà trọ của chúng ta rồi ạ. Dãy nhà trọ của chúng ta thì bao gồm là hai mặt tiền, một mặt tiền trải nhựa và một mặt tiền đường đá sỏi. Dãy nhà trọ của chúng ta thì đằng trước mặt tiền là có một nhà cấp 4 và hai cái kiosk đang cho thuê và đường này là đường vào trong dãy trọ. Mặt tiền của chúng ta có diện tích là ngang là 13,3m. Khu vực dân cư rất đông đúc. Ở đây điện, nước, wifi đầy đủ hết rồi ạ. Rất gần với đủ mọi tiện ích, chỉ trong bán kính là 800m, mọi người đã tiếp cận được là Ủy ban Nhân dân, Y tế, Ngân hàng, Trường, Bưu điện, Buffet, BBQ, cây xăng, nhà hàng, khách sạn, chợ, rồi trường học. Ôi nói chung rất là nhiều ạ, đủ thứ luôn cô chú anh chị ơi. Và dãy nhà trọ này có diện tích hiển thị trên sổ, ngang là 13.3, dài là 41.8, có 367,6m đất ở đô thị. Tổng diện tích là 626m², nở hậu là 19.2 của chú anh chị ạ. Pháp lý là sổ hồng riêng. Và khi em Hưng áp quy hoạch năm 2030 vào, quy hoạch cho thấy là miếng đất của chúng ta là toàn bộ là phun hồng. Đồng nghĩa với việc cô chú anh chị mình muốn lên thêm thổ cư là mình vẫn có thể đăng ký lên thoải mái ạ. Dãy nhà trọ này thì hiện tại gia chủ đang cho thuê là gần phun phòng rồi. Hồi trước vào thời kỳ chốt thì cái mức giá giao dịch là 9 tỷ mà chủ do dự không có bán, mà bây giờ thì đang họp ngân hàng nên là gửi em bán với cái mức giá là 5 tỷ 7 thôi, là giảm là 3 tỷ rưỡi ạ. Cái mức giá 5 tỷ 7 này khi cô chú anh chị mua thì chỉ có thể mua được đất thôi. Vâng, như thế là dãy nhà trọ này là chủ tặng cho chúng ta đấy cô chú anh chị ơi. Về mức độ dân cư thì có thể nói là phủ là 100% rồi cô chú anh chị ạ. Vâng, còn bây giờ thì em xin phép di chuyển vào trong để giới thiệu đến cô chú anh chị mình ạ. Trước tiên thì dãy nhà trọ của chúng ta thì có vẻ là cũng khá là cũ rồi cô chú anh chị ạ. Khi mình mua dãy nhà trọ này vào thì mình có thể là tu sửa lại để cho các anh chị em công nhân ở đây người ta thuê. Vâng, hiện tại thì lúc này là em quay là lúc 4 giờ thì là các chị gái là chị vừa đi đón con về này, con đi học về. Đấy, nhà trọ thì rộng rãi thoải mái, ở đây có cây cối mát mẻ. Nói chung là cái dãy nhà trọ này thì dân ở rất là đông ạ, bao đủ mọi tiện ích. Chỉ trong bán kính là loanh quanh là 800m thôi là tiếp cận đầy đủ mọi tiện ích rồi. Và di chuyển ra khu công nghiệp chỉ trong bán kính là 1km thôi ạ. Rất là gần luôn, khu vực thì dân cư rất đông đúc. Ở đằng sau này thì có hai dãy nhà trọ nữa. Tổng là có 18 phòng, 2 kiosk và một nhà cấp 4. Hiện tại thì đang cho thuê là với công năng là 19 phòng ạ. Đang trống mấy phòng. Chủ này thì cũng đang bị ngọp ngân hàng là dùng đòn bẩy quá tay ạ. Nên là gửi em giới thiệu đến cô chú anh chị mình thông qua kênh YouTube. Một cái mức giá rất là rẻ ạ. Mức giá này chỉ tính giá trị đất thôi chứ không tính giá trị nhà trọ trên đất. Nhà trọ này thì chủ sẽ tặng lại cho cô chú anh chị mình. Đấy, cũng khá là mới. Nhà trọ này xây cũng khá là lâu rồi. Theo như em Hưng được biết thì nhà trọ này xây vào cái khoảng thời gian năm 2016 đến giờ. Cũng rất là lâu rồi ạ. Nhưng mà xây dựng kiên cố. Chỉ có điều bây giờ là nó xuống cấp theo thời gian thôi.
mọi người mình có thể là tu sửa lại. Ở đây thì chủ cũng đã trang bị là hệ thống lắp đặt camera để giám sát các anh chị em công nhân ở đây, phòng tình trạng là đánh nhau lộn xộn ở đây. Chủ quản lý rất chặt chẽ. Và phía bên kia thì có nhà lầu rất đẹp ạ. Vâng ạ, mực độ dân cư ở đây thì phủ là 100% rồi, rất là đông đúc luôn. Chỉ trong bán kính là 160m thôi, từ nhà trọ di chuyển ra tuyến đường DT747A của phường Hội Nghĩa. Rồi di chuyển ra đó là tiếp cận đầy đủ mọi tiện ích như quán karaoke này, nhà hàng, khách sạn, chợ, trường học, ủy ban, y tế. Ôi nói chung rất là nhiều cô chú anh chị ơi, không thể nào mà kể hết được. Đấy, đủ mọi tiện ích luôn. Và đặc biệt nhất là di chuyển ra khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, chỉ trong bán kính đúng 1 km thôi ạ. Ui rất là gần. Vâng, mực dân cư rất là đông đúc luôn. Và nhà trọ của chúng ta thì có mặt tiền hướng Đông Nam ạ. Nhà trọ này thì em Hưng xin được chia sẻ lại về diện tích. Ngang là 13.3, dài là 41.8, có 367,6m là đất ở đô thị, tổng diện tích là 626m2. Đặc biệt nhất là mảnh đất này nở hậu ra là 19.2 ạ. Nhà trọ này rất là yên tĩnh, mà khu vực này rất là thoáng mát, đi bộ vài bước chân thôi là đến đủ mọi tiện ích rồi. Đây, căn phòng này thì cái người thuê này ở rất là lâu rồi ạ. Phòng thì sạch sẽ gọn gàng. Nhìn thì cô chú anh chị mình sẽ không biết được là xây dựng từ những năm 2016 đó đúng không ạ? Nhưng đúng là vậy, xây dựng rất là lâu rồi nhưng mà không có bị nứt lẻ gì đâu ạ. Chủ xây dựng rất là kiên cố. Giấy nhà trọ thì gia chủ cũng làm đầy đủ mọi cái tiện ích rồi, trong đó là kiểm soát đầy đủ mọi từng phòng một, như chẳng hạn như tiền nước, tiền điện, mỗi phòng đều có một cái đồng hồ riêng ạ. Vâng, xem đến đây thì nhiều cô chú anh chị mình sẽ hỏi là hợp đồng cho thuê ở đây thì như thế nào. Vâng ạ, phương pháp ở đây thì hợp đồng miệng là khi người ở trọ người ta thuê thì người ta sẽ cọc trước là 1 tháng tiền phòng trọ, và khi nào rời đi thì sẽ báo cho chủ trọ trước 1 tháng thì gia chủ sẽ hoàn lại tiền. Đây, đây là tuyến đường mình ra DT747A đây, chỉ trong bán kính là 160m thôi. Bây giờ thì em sẽ đi bộ di chuyển ra để cô chú anh chị mình cùng tham khảo được khu vực dân cư ạ. Khu vực này thì toàn bộ là được xây dựng dãy nhà trọ cho thuê thôi ạ. Ở phường Hội Nghĩa đây thì hầu như là 80% là tất cả các chủ đầu tư đều là xây dựng nhà trọ để cho các anh chị em công nhân ở đây người ta thuê cho cái nguồn thu nhập ổn định. Đây, di chuyển mới có một chút thôi, quá trời nhà trọ luôn ạ. Nhà trọ nào cũng có một cái căn kiosk người ta thuê để người ta kinh doanh buôn bán quán tạp hóa. Nhưng dãy nhà trọ của chúng ta thì hiện tại là cái căn kiosk hiện tại là chưa có ai thuê. Đấy thì cô chú anh chị mình có thể là mua vào đầu tư, hoặc là mua để mình có thể là kinh doanh buôn bán, vừa quản lý cũng như là vừa buôn bán quán ăn cho các anh chị em công nhân ở đây ạ. Vâng, mới đi có vài bước chân thôi mà đã sắp đến cái tuyến đường DT747A rồi. Vâng ạ, ở đây thì chúng ta có điện 3 pha luôn cô chú anh chị ạ. Mọi người mình muốn sử dụng điện nào á, thì mình cũng có thể là sử dụng được hết ạ. Hệ thống nước ở đây là trang bị là nước sạch. Ở đây thì em thấy là có một số hộ đang dùng nước sạch và một số hộ thì đang dùng là nước giếng. Nước giếng thì em Hưng thấy là đa số là dùng cho các anh chị em công nhân ở đây. Thì cái lượng sử dụng nước ấy, thì nó sẽ rẻ hơn là nước máy. Nếu mà mọi người sử dụng nước máy thì giá thành nó sẽ cao hơn. Ở đây có một cái quán nhà hàng, nhưng mà hôm nay là nhà hàng này đang tạm nghỉ ạ. Và di chuyển ra đầu đường thì mọi người sẽ bắt gặp ngay được một cái quán ăn, quán phở, và bên tay trái là tiệm sửa xe. Đấy, di chuyển có một ít phút thôi đã di chuyển ra tuyến đường lớn rồi. Tuyến đường này là một tuyến đường huyết mạch kết nối giữa các tỉnh là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc Nam ạ. Đây, tiệm sửa xe này rất là đông đúc. Và thời điểm em quay này cũng là 4 giờ hơn rồi, nên là thời điểm này cũng lắc đắc anh chị em công nhân mình di chuyển về.
đấy, quán cắt tóc này, nhà biệt thự này, ở nhà hàng các thứ, ôi nói chung đầy đủ hết ạ. Đối diện với quán karaoke ở đây rất là lớn. Và di chuyển theo hướng này là chúng ta sẽ di chuyển đến khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, chỉ đúng trong bán kính là 1 km thôi ạ. Và di chuyển theo hướng ngược lại thì sẽ về bên là phường Hội Nghĩa. Vâng ạ, còn bây giờ thì em xin khép lại video clip tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những video tiếp theo.